Hình hài cao tốc Dầu Dây, Phan Thiết trước thời hạn thông xe kỹ thuật, có mặt tại nút giao cao tốc tại thị trấn Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2022. Công trường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có nhiều máy móc, xe chuyên dụng cùng công nhân đang được huy động tối đa, đẩy nhanh tiến độ. Ông Phạm Văn Tùng, Phó Giám đốc điều hành gói thầu XL04 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long cho biết, điểm nối đầu cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây có hai cầu vượt bắc ngang hiện đã thi công xong phần cầu chính. Theo ông Tùng, hiện gói thầu đã đạt trên 64% sản lượng thi công và hiện đang bố trí nhiều mũi thi công để sớm hoàn thiện cầu vượt số 1 và số 2 kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Theo quan sát của phóng viên, mặt cầu vẫn đang trơ lớp bê tông, các đoạn nối vẫn chưa được xử lý xong, phần thép bên trong vẫn nhìn thấy rõ trên bề mặt. Về phần các đường dẫn lên hai bên cầu chính vẫn chưa được hoàn thành, đất đá còn ngổn ngang. Trong khi đó, tại đoạn qua địa phận huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, tình hình mưa gió khiến tiến độ một số đoạn chưa đạt được như dự kiến. Tại gói thầu XL03, đoạn nút giao tỉnh lộ 765 qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tình hình mưa gió khiến tiến độ một số đoạn chưa đạt được như dự kiến. Một đoạn trên công trường cao tốc đoạn đi qua huyện Xuân Lộc đang được trải đá. Ngược lên hướng Bình Thuận, nhà thầu đang cố gắng tăng tốc cho thảm nhựa mặt đường. Chỉ huy trưởng thi công của nhà thầu Cienco 4 Trần Văn Sơn cho biết, hiện toàn gói thầu đang chia thành nhiều mũi thi công liên tục để đảm bảo tiến độ. Dù vậy, ghi nhận tình hình chung trên suốt tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vẫn có nhiều đoạn còn ngổn ngang đang phải thi công nền đường, mặt đường. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đang rất sốt ruột trước tiến độ thi công đang chậm trễ, đồng thời lo ngại không kịp hoàn thành mục tiêu đề ra là thông xe kỹ thuật vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.